mức độ quan tâm đến sức khỏe của bản thân như thế nào. Quan tâm đến sức khỏe của bản thân trước khi quá muộn. Câu chuyện thứ nhất, nằm viện 72 ngày bán cả 2 căn biệt thự ở trung tâm thành phố. Tôi mới nhận ra nếu tôi còn khỏe mạnh, dù chỉ với 2 bàn tay trắng, bản thân tôi đã là triệu phú với số tiền 43 triệu đô. Thực vậy, đây là lời cuối cùng mà người bạn đó đã tâm sự với tôi. Anh ta là sự nghiệp đã tiêu hao rất nhiều sức khỏe của mình. Tuy có thể sắm nhà, sắm cửa, thay đổi cuộc sống, nhưng những thứ đó anh ta chưa kịp hưởng đã phải ra đi rồi. Tôi đã xem một video theo giá của một chợ đen chuyên buôn bán nội tạng cơ thể của người ở Hoa Kỳ cách đây 10 năm. Tim người giá 997.000 đô la Mỹ, gan có giá 557.000 đô la Mỹ, một cặp thận có giá 262.900 đô la Mỹ, một giác mạc có 24.000 đô la Mỹ, mỗi gram tủy xương có thể bán với giá cao nhất là 23.000 đô la Mỹ. Nếu bạn tính toán ở mức giá cao nhất, tổng số tiền tất cả nội tạng trong cơ thể chúng ta có giá khoảng 43 triệu đô la. Như vậy, nếu bạn không bị bệnh, không đau, không ốm, bản thân bạn đã là một triệu phú rồi. Nhưng bây giờ, những người trẻ lại không hề quan tâm đến sức khỏe của họ đáng giá bao nhiêu. Để tiện cho công việc, họ có thể ăn thức ăn nhanh mua ngoài đường. Để có thể ngủ thêm một chút, họ có thể nướng trên giường hàng giờ và bỏ tuổi tập thể dục. Cách đây một thời gian, một nhân viên 25 tuổi ở một công ty công nghệ nổi tiếng đã chết và nguyên nhân cái chết đột ngột của anh ta là do làm việc quá sức. Sau khi tốt nghiệp, anh ta xin vào làm ở một công ty nổi tiếng với mức lương trên 50 triệu một tháng. Mỗi ngày anh ta đều làm một công việc rất chăm chỉ, tăng ca và có khi làm từ tối đến sáng. Người bạn của anh ta nói, chàng trai trẻ tuổi này là người rất xuất sắc. Bạn càng tạo áp lực cho anh ta lại càng trở nên lợi hại hơn. 25 tuổi ở mức lương mới ra trường trên 50 triệu và hiện tại đã hơn 100 triệu, thậm chí còn tiến xa hơn nữa. Đáng lẽ anh chàng thanh niên trẻ tuổi này phải có tương lai rất tươi sáng, nhưng hoàn toàn ngược lại. Khi bạn còn trẻ, bạn có thể làm gì cho cả đời, đó là phát triển một số thói quen tốt, bỏ chế độ ăn kiêng và tập thể dục đều đặn mỗi tuần. Nó không chỉ cho phép bạn tiếp tục nắm giữ hàng triệu tài sản khác, mà còn giúp bạn giảm các chi tiêu không cần thiết. Khi bạn thoát khỏi ham muốn, bạn có thể nhận ra để xem điện thoại di động một trong thời gian dài để tận hưởng niềm vui, thức ăn nhanh đầy dầu mỡ, vì để đổi lấy thú vui nhất thời này mà đổi lấy những thứ mất mát to lớn về sau. Quả thật rất không đáng. Tháng trước, công ty tôi cho toàn thể nhân viên kiểm tra sức khỏe. Sau đợt đó, mọi người đều bất ngờ vì trong số những người bị bệnh, có một thực tập sinh được phát hiện ra mắc bệnh tiểu đường. Thực sinh này còn chưa tới 20 tuổi, cũng chưa tốt nghiệp. Bất cứ ai cũng hiểu, tiểu đường hiện nay vẫn chưa có thuốc trị và phải kiểm soát bệnh bằng thuốc. Nếu liều lượng đường trong máu không được kiểm soát tốt, nó sẽ dễ dẫn đến các biến chứng khác. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, lối sống của một số người chiếm đến 60% nguyên nhân duy trì sức khỏe. Nếu lối sống của một người không lành mạnh, ngay cả khi cha mẹ anh ta có sức khỏe tốt, anh ta vẫn dễ dàng mắc các bệnh khác nhau. Thế nên đừng ỷ lại vào tuổi tác, cũng đừng lãng phí sức khỏe tùy tiện. Dù là vì ước mơ, cũng nên biết cách sống sử dụng sức khỏe một cách khoa học. Một cô gái, những người rất cố gắng có thể chịu được cực khổ. Bởi vì ngoài việc kiếm tiền lo cho sự nghiệp gia đình, họ còn quá nhiều vấn đề cá nhân cần tiêu tiền, như mỹ phẩm, son môi, quần áo, túi xách. Hầu như người phụ nữ nào cũng đều thích mua sắm, và đó là thiên tính của những người phụ nữ rồi. Họ có thể vì một chiếc túi hay một bộ đồ nào đó mà cố gắng tăng ca kiếm tiền hoa hồng, nhưng điều đó rất dễ dẫn đến sức khỏe sa sút, tổn thương thắt lưng hay bao lực. Bạn nên nhớ vào thời điểm quan trọng phải đấu tranh giữa sự sống và cái chết. Bạn sẽ thấy bất kỳ thời gian tăng ca nào, bất kỳ áp lực nào, bất kỳ mong muốn nào cũng không quý trọng bằng sức khỏe của bạn. Nếu giết chết người là phạm tội, vậy việc bạn tự hủy hoại bản thân mình mỗi ngày chắc hẳn nào là đang phạm tội.